chào tất cả các bạn. Video này mình quay cho bạn xem hạt giống cây kế sữa. Kế sữa là một dược liệu có công dụng là bảo vệ lá gan của bạn. Vì sao lại nói như vậy nhỉ? Các nhà khoa học đã tìm ra hợp chất siriemerin trong cây kế sữa có công dụng là giữ cho các độc tố trong máu không bám vào tế bào gan và giúp thải độc cho gan, trung hòa các gốc tự do. Siriemerin giúp giảm viêm và thúc đẩy sửa chữa tế bào gan, từ đó giảm bớt các triệu chứng về bệnh gan như vàng da này, vàng mắt, những các bệnh về xơ gan, ung thư gan và bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan. Hiện tại thì ở Việt Nam chưa trồng được cái dược liệu cây kế sữa này. Cây kế sữa đang phát triển rất là tốt ở các thị trường về châu Âu và châu Mỹ. Các dược liệu, các thuốc tốt về cho gan thì hầu như là các sản phẩm đều được chiết xuất từ cây kế sữa. Video này mình quay cho bạn xem cái hạt giống của cây kế sữa. Còn các bạn có thể theo dõi kênh để theo dõi những cái video tiếp theo. Mình hướng dẫn các bạn là gieo cây kế sữa này, cách trồng và chăm sóc, và các sản phẩm về sức khỏe của bạn. Bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi. Cảm ơn các bạn.